Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phương Nam TV của trang trại đà điểu Phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay bên mình sẽ có một cái hành trình chuyển giao đà điểu về Phú Thọ. Như quý vị và các bạn đã biết, trong những video mà bên mình chia sẻ về cái hành trình chuyển giao đà điểu của bên mình ấy, thì bao gồm những cái bước như sau. Thứ nhất là đà điểu của bên mình sẽ được tuyển chọn và tách đàn cho khách hàng này. Đây là một cái lô đà điểu mà hôm nay bên mình sẽ chuyển giao về Phú Thọ. Bên mình sẽ trực tiếp về tận nơi chuyển giao đà điểu, tư vấn quy trình kỹ thuật cho khách hàng của bên mình và cũng trao đổi cho cung cấp thêm những cái thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh đà điểu cho khách hàng của bên mình, để khách hàng của bên mình có những cái thông tin cần thiết khi mà bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh đà điểu. Cái lô đà điểu này thì sẽ được bên mình cho ăn vào buổi sáng sớm và cho ăn rất chi là nhiều rau để cho đà điểu của chúng ta nó sẽ tích được cái nước trong quá trình nó vận chuyển. Thứ hai nữa là bên mình đã chuẩn bị tất cả những cái vật dụng đi kèm theo, bao gồm là thuốc bổ này, bột đá này, cám này, quy trình kỹ thuật để về chuyển giao cho khách hàng của bên mình. Khi là mà đến giờ thì bên mình sẽ chuyển đà điểu ra xe. Xe thì sẽ được, hôm nay bên mình sẽ vận chuyển bằng xe tải. Trên thùng của xe tải thì bên mình sẽ rải một lớp cát khá là dày, sau đó là chuyển đà điểu lên trên, thì sẽ đảm bảo cho đà điểu của chúng ta nó ở trên xe nó không bị trơn, nó đi lại một cách bình thường và nó hết sức an toàn. Khi về đến nơi, đà điểu của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh. Chuyển về nơi ở mới thì đà điểu của chúng ta nó sẽ thích nghi nhanh, nó không bị ảnh hưởng. Đây, quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây là lô đà điểu 1 tháng tuổi của bên mình. Với quy trình kỹ thuật của trang trại đà điểu Phương Nam thì khi đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi của bên mình đã được trải qua 3 lần tuyển chọn, đã trải qua 3 lần làm vaccine. Khi đạt đầy đủ tất cả các tiêu chí lưu thương phẩm thì bên mình mới chuyển giao cho khách hàng của bên mình. Nếu mà quý vị và các bạn xem những video của bên mình ấy, thì quý vị và các bạn biết là trang trại đà điểu Phương Nam đi lên từ thất bại. Những cái kinh nghiệm của bên mình là đúc rút từ thực tế mà bên mình tự ghi chép lại, tự trải nghiệm, và bên mình có được cái kinh nghiệm đó và bên mình đang áp dụng hàng ngày hàng giờ tại trang trại của bên mình. Và những cái kinh nghiệm này, những cái kiến thức này bên mình chuyển giao cho khách hàng của bên mình. Khi khách hàng của bên mình mặc dù là lần đầu tiên nuôi đà điểu, lần đầu tiên tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh đà điểu, nhưng luôn luôn có một người bạn đồng hành là bên mình với 15 kinh nghiệm chuyển giao quy trình kỹ thuật và tư vấn hỗ trợ đồng hành trong cả cái quá trình nuôi. Nên là quý vị và các bạn khi làm việc với bên mình ấy, thì hoàn toàn yên tâm các bạn nhé. Bên mình cam kết về tất cả mọi thứ. Thứ nhất về chất lượng đà điểu giống, thứ hai là cam kết về cái thu mua đà điểu thương phẩm. Quý vị và các bạn cần hỗ trợ, cần tư vấn gì thì bên mình luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị và các bạn. Đẹp thế nhỉ? Ủa, nhìn cái view này đẹp thật. Hôm nay chỉ tiếc cái là không có flycam bay ở trên cao thôi. Ôi. Cái này đẹp. Đẹp quá. Cái này. Cái này mà đánh vừng ra đây này. Lên đi em ơi, lên đi. Dạ đúng không? Lên lên. Đẹp. À, xanh rất luôn. Đây tình hình trẻ. Đúng. Này, cái này đang tủ. Ôi quá tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, thì như quý vị cũng đã biết ý, thì hôm nay bên mình có một cái chuyến đi giao hàng cho khách hàng ở Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ. Cái quá trình mà giao hàng của bên mình đã hoàn thành rồi. Mình cũng đã ghi hình ở những cái cơ sở của khách hàng. Và đi về cái khu Yên Lập, Phú Thọ này ý, thì có một cái khung cảnh mà mình vẫn hay bắt gặp khi mình đi giao hàng cho khách hàng. Mình về Phú Thọ, mình về Bắc Giang, mình về Thái Nguyên, mình cũng bắt gặp cái cảnh này. Cái cảnh này cực kỳ là đẹp và thơ mộng, nên là kiểu gì cũng phải là dừng chân để ghi hình và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Đây là cái đồi chè các bạn nhé, nơi mà cái chuyến đi này mình chọn để mình dừng chân. Cái khu mà mình nghỉ thì ở phía dưới chân đồi chè kia.
Tí nữa mình sẽ qua đấy mình quay một cái cảnh ở đấy cho quý vị và các bạn xem. Quý vị và các bạn nếu mà muốn giao lưu, chia sẻ cùng với Phương Nam TV thì quý vị và các bạn hãy bình luận ở phía dưới video. Đặc biệt là những cái bạn nào ở Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay cái không gian ở đây để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếc là hôm nay mình đi vội quá, mình không có flycam để bay thôi. Hẹn quý vị và các bạn lần sau mình sẽ chuẩn bị flycam và ghi hình. Chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, hiện tại thì mình đang đứng ở trên một cái vị trí cao nhất của cái đồi chè này. Ăn chuồn rong á. Đây, mình sẽ quay một vòng nhé. Quay một vòng cho quý vị và các bạn xem. Đây là những cái cây chè mà nó chắc là nó già, nó chết hay là mọi người thay chè mới thì nhổ bỏ đi, bỏ khu vực này. Bên cái mé này cũng là đều là cái đồi chè các bạn nhé. Nói chung là xung quanh đây là đều là đồi chè. Nhưng mình hỏi mọi người ở khu vực địa phương ở đây ấy, thì mọi người bảo là sẽ trồng chè, và trên đồi thì sẽ trồng thêm là cây cây keo là một này, thứ hai là cây bông lá đề, là hai cây đấy là trồng chính các bạn ạ. Còn quế, cả quế nữa. Đấy, hết một vòng nhá. Bây giờ là mình cùng đi nhá. Tuyệt vời. Đây. Bây giờ là đến cái giây phút là chúng ta cùng ngắm cận cảnh cái cây chè nhé. Như mình được biết ấy, thì cây chè này thì mọi người sẽ thu hoạch, mọi người dân đấy, mọi người nói là sẽ thu hoạch từ khoảng 3 lá các bạn. 1, 2, 3 lá. Một cái ngọn chè là mọi người sẽ thu hoạch đến đây. Và sau đó là mọi người sẽ ngắt cái búp chè này này. Cái búp chè này sẽ làm một cái loại chè riêng là cái chè búp. Chè búp này là cái chè đắt nhất. Như mình được biết ấy, thì nó có giá trị là khoảng hơn 2 triệu một cân. Cái chè này này. Đấy, sau đó là cái chè mà nó có gồm cả cái lá chè thứ hai và cái búp. Thì cái chè này thì sẽ có giá là tầm khoảng là 800 nghìn một cân. Còn thứ ba là cái loại chè là nó chỉ có gồm 3 lá này này. 1, 2 và 3 lá này nó không có búp được đâu. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 200 đến 400 nghìn một cân. Tùy từng loại chè. Đấy. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi ngắm nhá. Ở đây thì người địa phương ở đây mọi người chia sẻ thì mỗi một nhà thì sẽ có khoảng cái diện tích là 2 cho tới 3 hecta diện tích đồi. Trên đồi đấy thì mọi người sẽ một phần là trồng chè, một phần là sẽ trồng cây công nghiệp, bao gồm là cây cây keo là một này, cây bông lá đề là hai này, cây quế là ba này. Tùy thôi, mỗi gia đình người ta sẽ chọn một cái loại cây nó phù hợp. Đây. Hiện tại thì trên cái đồi chè này là cái ngọn chè búp chè mọc rất nhiều và chưa thu hoạch. Những cây chè này là mình đang nhìn thấy là mọi người trồng theo hàng lối nhé các bạn nhé. Chúng ta nhìn xung quanh này nó chè nó chi chít như này nhưng mà sẽ được trồng theo hàng lối nhé.
Mỗi một hàng thì mình để ý thì nó cách nhau tầm khoảng là gần 2 mét. Khoảng 2 mét các bạn. Hàng cách hàng là khoảng 2 mét. Đấy. Đây, cái vị trí này là vị trí là cao nhất này. Còn vị trí này là vị trí là xuống phía dưới này. Mình sẽ cố gắng mình lên cái đỉnh cao nhất mình quay cho quý vị và các bạn xem nhé. Vì thực sự là cũng rất hiếm, ít có dịp là được đi vào đồi chè như này. Mình đi về khu vực mà đồi chè nhiều nhưng mà cũng hiếm khi là mình được đi lên thăm đồi chè. Nên hôm nay có dịp lên thăm đồi chè như này mình sẽ cố gắng là quay lại nhiều hình ảnh cho quý vị và các bạn cùng được xem, cùng được trải nghiệm giống như mình. Đây, hiện tại thì mình đang đứng ở một cái vị trí cao nhất ở trên cái đồi chè này. Đây nhá. Khi đứng ở trên vị trí cao nhất thì chúng ta nhìn lia ra xa này. Đây. Mình sẽ quay một vòng nhé. Mình đang đứng ở trên vị trí cao nhất của đồi chè nhé. Đây. Đấy. Hết một vòng các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi xuống phía dưới các bạn nhá. Như vậy là mình đã lên trên đồi chè, mình ngắm cây chè, thăm đồi chè. Đã được leo lên tới đỉnh đồi chè rồi. Quý vị và các bạn cũng đã được xem những hình ảnh ngắm những cái cảnh cây chè, đồi chè rồi. Bây giờ là mình sẽ cùng đi xuống phía dưới nhé. Ở về Phú Thọ ấy, thì có một cái món truyền thống của người dân địa phương, đó là cái món thịt chua. Thịt chua này thì được làm từ thịt lợn. Đấy. Thịt chua này sẽ được làm từ thịt lợn. Cái thành phần của thịt chua thì mình thấy là sẽ có hai phần chính, là một là phần bì, hai là phần thịt lạc. Còn phần mỡ là mình lại thấy không có mấy đâu. Khi mình ăn thịt chua ở đây thì mình thấy không có mỡ, đa số là bì và thịt lạc. Có mỡ thì nó chỉ có một cái lượng là rất ít thôi. Đấy là thịt chua đặc trưng ở khu vực Phú Thọ. Còn những cái lá mà ăn với thịt chua ấy, thì người dân địa phương người ta sử dụng rất nhiều loại. Một là lá sung, hai là lá mơ, ba là có một cái loại lá nữa mình đã ăn rồi nhưng mà mình lại không nhớ tên. Cái lá của nó hơi chua chua. Vừa lấy thì đoàn của mình cũng đã thưởng thức thịt chua ở đây rồi. Bây giờ tí nữa thì mình sẽ thưởng thức thêm một cái món đặc sản ở đây nữa. Đó là cái món gà thả đồi. Đây. Cái nhà phía trước kia kìa các bạn này. Cái nhà 2 tầng ở phía trước này này. Đấy là cái nhà mà bên mình nghỉ chân đấy. Đó là trong đó cũng bán hàng luôn, bán hàng tạp hóa và đồ ăn. Mình nghỉ trưa ở đấy. Và cô chú ở đấy mình mua một con gà của nhà cô chú, nhà cô chú thịt cho mình ăn. Mình thưởng thức. Bây giờ sẽ quay về đấy các bạn nhé. Đây. Phía dưới chân đồi chè đây.
Quý vị và các bạn thân mến, thì những cái hình ảnh này cũng sẽ là những hình ảnh cuối cùng trong video các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ qua cái khu vực mà mình nghỉ ngơi, và mình nghỉ ngơi chắc tầm khoảng là một tiếng nữa đấy. Thì sau bắt đầu là mình sẽ xuất phát trở về Hà Nội và kết thúc một cái hành trình giao hàng của bên mình, chuyển giao đà điểu của bên mình các bạn nhé. Cái video này mình sẽ kết thúc tại đây, nó sẽ hơi dài. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.